Nam và bấm còi inh ỏi để cổ vũ cho U23 Việt Nam. Chiến thắng của U23 Việt Nam, mặc dù chúng ta đã dừng bước tại vòng chung kết với giải huy chương bạc. Trong lòng người hâm mộ Việt Nam thì các cầu thủ của chúng ta U23 Việt Nam đã chiến thắng một trận đấu hết sức tuyệt vời, mặc dù chúng ta đã thua với tỷ số 2-1, nhưng đối với UBG Kỹ Tăng thì họ đã gặp một đối thủ thực sự khó chịu từ đầu vòng bảng tới giờ. Và mặc dù thua nhưng chúng ta hoàn toàn xứng đáng với cái nỗ lực mà chúng ta đã bỏ ra. Xin cảm ơn U23 Việt Nam, cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo, cảm ơn người hâm mộ Việt Nam.
càng vào trung tâm thành phố Hà Nội thì đường càng ngày càng tắc. Chào chị. Hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam mình đã dừng bước trước U23 Uzbekistan. Vậy thì lý do nào để chị vẫn tiếp tục xuống đường ủng hộ cho đội tuyển U23 Việt Nam? Chỉ một lý do đơn giản thôi, là mình thấy các chàng trai của đội tuyển U23 Việt Nam đã cống hiến hết mình vì người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung cũng như là người hâm mộ trên khắp Đông Nam Á. Mình nghĩ là các em ấy xứng đáng nhận được sự tri ân, sự cổ vũ của tất cả mọi người. Cảm ơn chị. Chào anh, anh cho em hỏi là vì sao hôm nay Việt Nam thua đội tuyển Uzbekistan 2-1 mà anh vẫn xuống đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam? Là lý do vì sao? Bởi vì niềm tin trong tôi Việt Nam vẫn số 1. Tức là trong lòng anh Việt Nam dù thua nhưng mà vẫn là vô địch đúng không? Đúng rồi. Vậy anh nhận xét thế nào về trận đá ngày hôm nay? Chúng ta chiến đấu đá trận đấu rất là tuyệt vời. Tôi thật sự là tôi rất dù chúng ta thua trận đấu cuối cùng nhưng mà chúng ta chiến thắng tất cả, chiến thắng tinh thần chúng ta không bao giờ lại mất, không bao giờ trận thua và chiến đấu hết mình. Anh có cho rằng trận đấu hôm nay Uzbekistan đã gặp một đối thủ cực kỳ khó chịu đúng không? Đúng vậy, và đối thủ chúng ta hôm nay là Uzbekistan đã tỏ ra rất là không bình tĩnh và tỏ ra là đã rất bình tĩnh và phản đối rất nhiều với chúng ta và có những hành động cũng theo đây chúng ta. Cảm ơn anh. Anh có thể tham gia tiếp tục cùng người. Cảm ơn anh rất nhiều. Chị ơi, hôm nay thì đội tuyển U23 Việt Nam mình đã dừng bước trước U23 Uzbekistan. Vậy thì tại sao, lý do vì sao mà hiện tại chị vẫn còn tiếp tục bán cờ cho mọi người? Em mình đã 3 trận 120 phút như thế là quá tuyệt vời. Ngoài thể chúng ta thì là đội bạn là quần đá trên sân băng mà Việt Nam mình chưa bao giờ phải gặp tuyết. Nhưng mà như thế này là quá tuyệt vời rồi và thần tượng của chị là số 1 em ạ. Thật cho chị là cầu thủ nào ạ? Bùi Tiến Dũng thủ môn đúng không ạ? Đúng rồi. Thế vậy chị đã bảo rồi, Tiến Dũng về quả này bán nha, chị cũng để đi hôn Tiến Dũng một quả, yêu Tiến Dũng nhiều lắm. Thế vậy chị ơi, cho em hỏi thêm một chút nữa. Ngày mai các chiến binh của chúng ta sẽ trở về Việt Nam và sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài, về chị và mọi người có sẵn sàng để nên đón mọi người không ạ? Cảm ơn chị ạ, cảm ơn chị rất nhiều. Chúng ta vừa thấy hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Và theo tôi được biết thì thông tin là những ngày như này 100% các chiến sĩ công an nhân dân của chúng ta phải trực chiến 100% toàn Hà Nội. Và chỉ có những lúc này chúng ta mới biết ơn những anh công an. Họ đang góp phần điều tiết cho giao thông, góp phần đảm bảo an toàn trật tự trên địa bàn Hà Nội vào những ngày này.